Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn bộ phim Trung Quốc Tín Đồ Shopping. Bộ phim có thể loại hài hước, lãng mạn thông qua một câu chuyện tình ngọt ngào trong quan hệ kinh doanh dài 40 tập. Do đài truyền hình Hồ Nam phát hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 vào các tối thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần, mỗi ngày một tập. Bộ phim với sự góp mặt của đôi diễn viên danh tiếng ngày càng đi lên với nhiều fan hâm mộ khắp vùng châu Á. Nữ diễn viên xinh đẹp, quyến rũ với nụ cười làm mê đắm lòng người Mạnh Tử Nghĩa đóng vai nữ chính Cao Dương. Nam tài tử đẹp trai phong độ với tính cách anh dũng trang nhã Vương Dương Minh đóng vai nam chính Nghiêm Lệ. Bộ phim kể về chuyện tình yêu hài hước của đôi nam nữ thông qua mối quan hệ cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh. Phim bắt đầu từ cô gái Cao Dương giàu có, nghiện tiêu xài quan phí, bỗng dưng nhà cô phá sản, phải xin đi làm việc để kiếm sống. Rồi một ngày Cao Dương va chạm với một đối tác kinh doanh với tính cách trái ngược với bản tính vốn có của mình. Nghiêm Lệ là chàng trai thông minh tài giỏi làm quản lý trong một công ty kinh doanh có nhiều tiếng tăm. Ban đầu Nghiêm Lệ cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với Cao Dương, rồi các sự kiện diễn ra đã kéo hai người xích lại gần nhau. Nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa đóng phim từ năm 2016 với gần 10 bộ phim gây nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Mạnh Tử Nghĩa đóng các phim mới nhất là Trần Tình Lệnh, Tương Giả, Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương. Nam tài tử Dương Dương Minh đóng phim tại Đài Loan từ năm 2011 gây được nhiều tiếng vang khá tốt từ khán giả. Vương Dương Minh đóng các bộ phim mới nhất là Em Không Có Bí Mật, Dịch Thực Phong Bạo, Tam Quốc Tư Mật. Sự kết hợp của đôi diễn viên có nhiều thực lực này hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim đặc sắc, vui vẻ, ngọt ngào, đáng xem. Chúc các bạn có dịp được thưởng thức một bộ phim với nhiều tình tiết ngọt ngào, hài hước, đáng yêu từ đầu tới cuối. Hẹn gặp lại mọi người trong các dịp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.